Các bạn thân mến, xin chào các em, rất vui được quay trở lại cùng với các em ở trong phần phát trực tiếp này. Đúng là không có cái dại nào bằng cái dại nào khi mà ngày hôm nay các bạn ấy đã chấn chỉnh chị là việc là chị phát trực tiếp, chị phải phát trên fanpage Học Văn Chị Hiên. Thế mà chị lại có thể điên rồ đi phát ở trong group và chị cũng không hiểu là tại sao chị lại phát ở trong group. Trời ơi, chị xin lỗi các bạn nha. Chị xin lỗi các em vì sự chậm trễ này. Bởi vì lúc nãy chị đã đi vào trong group để chị phát trực tiếp, chứ không phải là phát trực tiếp ở trên fanpage. Nên chị rất xin lỗi các em. Không có giờ nào mà cái giờ nào, thật sự. Các em ạ. Xin chào các bạn. Xin chào Phương Nhã nha. Xin chào em. Quay trở lại cùng với chị ngay chưa? Được không ạ? Không có cái dạy nào mà cái dạy nào, khổ thân chị ghê. Chị cứ, nhưng mà không đứa nào bảo chị nhá, cứ để cho chị nói như đúng rồi. Không đứa nào bảo chị, mà trong khi hôm nay là hẹn phát cùng với các bạn ở trên fanpage cơ mà, đúng không? Nhưng mà không đứa nào bảo chị, cứ để chị phát và cứ để chị nói như thế. Trời ơi, tôi thì đã ngờ nghệch sẵn rồi. Dạo này đúng là gì ạ? Dạo này đúng là cái đầu óc của tôi nó không được minh mẫn cho lắm, bởi vì chị vừa mới ốm dậy. Nhưng mà các em ý vẫn cứ rất là thảm thiết để cho chị phát trực tiếp vào trong group kín và để cho rất là nhiều bạn không xem được phần phát trực tiếp này, thế mới hay chứ lại. Ôi, may nhá, may là gọi là các bạn ở trong team của chị chưa phát hiện ra đấy, mà không biết là phát hiện ra chưa. Phát hiện ra rồi chắc kiểu gì cũng gọi là chắc kiểu gì cũng mắng chị á, khổ thân chị ghê. Rồi, xin chào các bạn nhé, xin chào các em, xin chào các bạn, xin chào Nhung đã quay trở lại cùng với chị ngay lập tức, đúng không? Đúng thật, kỳ cục quá mất, không nói gì với chị cả. Làm chị cứ tưởng là chị đã phát đúng rồi chứ, chết thật. Các bạn ơi, xin chào các em, quay trở lại cùng với chị nè. Để chị giảng như thật. Thế bị sợ chứ lại. Các bạn thân mến, bây giờ thì chúng mình sẽ cùng quay trở lại với nhau nhé. Như đã hứa cùng với các bạn thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ về tác phẩm Vợ Chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài. Được không ạ? Chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ về tác phẩm Vợ Chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài. Và chị hy vọng rằng là với phần chia sẻ ngày hôm nay của chị đối với những bạn mà đã học tác phẩm này rồi, thì chúng ta sẽ có thêm cái sự hứng thú khi mà chúng ta tham gia vào cái buổi học học Vợ Chồng A Phủ. Còn đối với những bạn chưa học Vợ Chồng A Phủ thì chị hy vọng là các bạn sẽ có thêm những cái sự yêu thích, để rồi cái tiết học văn của chúng mình ở trên lớp sẽ trở nên thú vị hơn, được không ạ? Rồi, bây giờ chúng mình sẽ cùng quay trở lại từ đầu. Vừa rồi chị xin phép nói lại một lần nữa là sao? Cái vấn đề là chị lại đi phát ở trong group kín Học Văn Chị Hiên, nhưng mà những cái đứa mà vào xem ấy, nó vẫn cứ để cho chị phát bình thường, mặc dù là chị bảo là chị sẽ hẹn phát trực tiếp ở trên fanpage, nhưng mà tất cả lại cứ gọi là xem như bình thường, bình luận như bình thường, comment như bình thường. Và cuối cùng chị bị phát hiện ra là chị đã phát nhầm địa chỉ, được không ạ? May là chị còn phát hiện ra kịp. Thì nếu mà chị không phát hiện ra kịp thì sao? Thì mai chị lại bị ekip nó khiển trách chị đấy, chứ không phải chuyện đùa đâu nhá. Thế mà vẫn cứ để cho chị phát bình thường, thật sự luôn, không hiểu được. Không đòi hỏi gì. Thế chết chứ. Rồi, các bạn ơi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với nhau. Vợ Chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài. Chị xin được một lần nữa nhắc lại với các bạn, bởi vì chúng ta đều biết rằng là tác giả Tô Hoài không biết từ bao giờ đã trở thành một trong những miền ký ức tuổi thơ của rất nhiều những thế hệ độc giả. Có lẽ là bởi vì ngày xưa rất là nhiều những thế hệ thiếu nhi cực kỳ thích đọc truyện dài Dấy Nền Phiêu Lưu Ký của nhà văn Tô Hoài. Cũng có lẽ vì như vậy mà những ký ức chúng ta hình dung ra về nhà văn Tô Hoài kỳ diệu lắm. Giống như là một người ông rất là hiền từ, luôn luôn kể cho cháu của mình nghe về những câu chuyện cổ tích. Thậm chí là khi chúng ta nhìn thấy hình ảnh của nhà văn Tô Hoài ở trong quyển sách giáo khoa, chúng ta cũng nhìn ra được và chúng ta cũng cảm nhận được cái sự ấm áp, cái sự hiền từ của người đàn ông này, của người nghệ sĩ này. Lên chương trình ngữ văn lớp 12, chúng ta được quay trở lại với một trong số những tác phẩm gì ạ? Chúng ta được quay trở lại với một trong số những tác phẩm vô cùng tiêu biểu của nhà văn Tô Hoài, một trong những tác phẩm nằm trong tập truyện Tây Bắc của nhà văn này, bao gồm ba truyện ngắn Cứu Đất Cứu Mường,
Mường Dơn và vợ chồng A Phổ. Chị đã nói với các bạn rằng trong cuộc đời của mỗi con người, có lẽ quyền được sống, quyền mong muốn được sống, quyền mong muốn được yêu và sống cùng với tình yêu của mình là một trong những điều hạnh phúc nhất. Bởi vì như trước đây chị đã từng đọc cho các bạn nghe một bài thơ của nhà thơ Nguyễn Phong Việt, đó là ngày một người gì ạ, tìm thấy một con người, đó cũng là ngày mà cả hai chúng ta cùng từ chối một nỗi đau. Vậy mà nhân vật Mị là nhân vật chính trong tác phẩm Vợ chồng A Phổ của nhà văn Tô Hoài lại không thể sống trọn vẹn cùng với tình yêu của mình. Chị đã từng nhắc nhớ cho các bạn ở trong nền văn học Việt Nam hiện đại, chúng ta từng có nhân vật chị Dậu, phải không ạ? Bán cả chó, bán cả con đi để làm gì ạ? Cốt yếu chỉ để gì nhở? Cốt yếu chỉ để đủ tiền nộp sư để cứu chồng mình. Chúng ta cũng đã từng biết tới nhân vật Chi Phèo với một cái cuộc sống đầy bế tắc. Khi chúng ta ngỡ rằng là con quỷ dữ của làng Vũ Đại, trái tim của con quỷ dữ đã được xoa dịu bởi tình yêu của Thị Nở, thì cuối cùng mọi chuyện lại không như mong đợi. Và chúng ta phải thừa nhận một điều rằng là tôi chỉ mong muốn có thể được sống giống như một con người thôi, nhưng mà cái mong ước của tôi dường như là viển vông đó, phải không ạ? Và chính vì lẽ đó, điều cuối cùng mà nhân vật Chi Phèo có thể làm, con đường duy nhất để giải thoát cho nhân vật này là cái chết. Đau đớn biết nhường nào, và mọi sự đau đớn đó đều khiến cho trái tim của những người đọc thổn thức, trong đó có chị. Chị cũng đã từng rất là phẫn nộ về một cái chế độ mà người ta muốn sống cho ra một con người cũng không có đủ can đảm để sống. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau từ mọi miền của Tổ quốc ngược đường lên Tây Bắc, đến với mảnh đất Hồng Ngài, để cùng tìm hiểu về nhân vật Mị là nhân vật chính của tác phẩm Vợ chồng A Phổ. Thì chúng ta sẽ cùng xem là nhân vật Mị của chúng ta, được không ạ? Cô ấy đã tìm lại cái sự sống trong chính bản thân mình như thế nào, và để cho cái khát vọng sống của bản thân mình cháy trong tim mình như thế nào để giành lại quyền sống cho chính bản thân mình, em nhé. Chúng ta sẽ cùng quay trở lại nhân vật chính của trong tác phẩm Vợ chồng A Phổ của nhà văn Tô Hoài là Mị, phải không ạ? Mị là một cô gái người dân tộc H'mông Mông, là một cô gái trẻ trung đang ở độ tuổi đôi mươi, lại là một người con gái vô cùng xinh đẹp, được ví như là một bông hoa nở giữa núi rừng Tây Bắc. Không những xinh đẹp, Mị còn là một cô gái rất là chăm chỉ, chịu thương chịu khó. Và bản thân Mị là một cô gái có tài năng, thổi lá hay như thổi sáo. Chỉ cần có một chiếc lá đặt lên trên bờ môi của mình thôi là đã có thể biến nó trở thành những bản tình ca da diết rồi. Có lẽ cũng bởi vì lẽ đó mà có rất là nhiều những chàng trai theo Mị. Thậm chí là người ta nói rằng là nhiều chàng trai theo Mị tới mức mà trai đến đứng gì ạ, nhẵn cả chân vách đầu mùng Mị nằm. Rõ ràng là nhà văn Tô Hoài là một nhà văn mà có một cái lối kể chuyện cực kỳ là duyên dáng. Đặt để vào trong từng hoàn cảnh, đặt để vào trong từng câu chuyện, thì bản thân nhà văn Tô Hoài luôn có những cách sử dụng riêng, cách sử dụng từ ngữ riêng. Và đó chính là điều làm nên thương hiệu đặc biệt của nhà văn này, và giúp cho nhà văn này sống mãi ở trong trái tim độc giả với những tác phẩm của mình. Với tất cả những cái điều hội tụ như vậy, đáng lẽ Mị phải là một cô gái có được một cái cuộc sống hạnh phúc mới đúng. Bởi vì Mị cũng đã từng có một tình yêu đẹp, phải không ạ? Đang chỉ đợi đến ngày đơm hoa kết trái thôi. Bởi vì Mị bây giờ cũng đã bắt đầu ở độ tuổi cập kê rồi. Ấy vậy mà chúng ta phải thừa nhận với nhau một điều rằng là sao ạ? Là cô Mị của chúng ta chỉ vì một món nợ truyền kiếp, một món nợ tiền kiếp từ ngày cha mẹ mới lấy nhau để lại, mà cuối cùng tất cả những ước mơ của cô gái này đều làm gì ạ? Đều vỡ vụn. Chúng ta thấy rằng là Mị đã trở thành cô con dâu gạt nợ không công cho nhà thông Ly Pa Cha. Người ta bảo nhà thông Ly Pa Cha lúc bấy giờ là gì ạ? Là quan ở Hồng Ngài, là địa chủ ở Hồng Ngài. Có lẽ cũng chính bởi vì vậy mà đây là cái gia đình mà có nhiều bạc, nhiều nương, nhiều thuốc phiện nhất làng. Và để rồi
Từ ngày cha mẹ Mị mới lấy nhau đã vay một cái khoản nợ của nhà thông minh Pacha, nhưng mà đến khi mẹ Mị chết đi rồi cũng không trả được. Thế nên người ta mới bảo đây là cái món nợ truyền kiếp, món nợ tiền kiếp từ ngày cha mẹ mới lấy nhau để lại mà, phải không ạ? Và thế là sao nhở? Và thế là Mị đã gì ạ? Khi mà nói đến cái việc là trở thành cô con dâu phạt nợ không công, Mị không đồng ý đâu, đúng không? Nhưng mà cuối cùng vào một đêm, Mị lại bị thằng A Sử là con trai của thông minh Pacha lừa bắt. Bởi vì ngày xưa ấy, ở trên cái mạng nuôi cao Tây Bắc, đặc biệt là dân tộc ấy, thì họ thường có một cái thủ tục, được không ạ? Thì họ thường có một cái gọi là hủ tục, đó là bắt vợ. Đó là lý do tại sao mà thằng A Sử nó mới lừa Mị. Nó mới gì ạ? À, đeo nhẫn ở cái ngón này này. Tức là người yêu Mị thì cũng có một cái thói quen như vậy. Và Mị sờ vào tay thì Mị tưởng là gì ạ? Sờ vào ngón đeo nhẫn thì Mị tưởng là người yêu mình. Và thế là mới tháo cái tâm phách ra. Và thế là thằng A Sử nó gì ạ? Nó lấy tỉ tải, nó buộc Mị vào, nó úp đầu Mị vào, nó bắt Mị về cúng trình ma luôn. Và đến khi Mị tỉnh dậy thì mọi chuyện đã xong xuôi rồi. Mà ngày xưa người ta bảo rồi đấy ạ, đàn bà con gái mà đã bị người ta bắt về cúng trình ma rồi thì chết cũng là con ma của cái nhà này. Thế là nghiễm nhiên Mị trở thành cô con dâu khả nợ không công cho nhà thông lý. Chúng ta có thể thấy là cái cách mà nhân vật Mị xuất hiện, phải không ạ? Mị xuất hiện bên những cái vật vô tri, đúng không? Mị xuất hiện bên cạnh những cái vật vô tri như vậy. Nào thì là gì ạ? À? Hòn đá bên tảng đá trước cửa cạnh tàu ngựa, lúc nào cũng như vậy. Dù là đi quay sợi, đi thái cỏ hay là đi cõng nước ở dưới khe suối lên, thì lúc nào Mị cũng cúi mặt và mặt buồn rười rượi. Người ta thắc mắc lắm. Người ta đi qua nhà thông linh Pacha, người ta bảo là tại sao không biết cô gái này là ai, có phải con gái nhà thông linh Pacha hay không mà sao mặt cứ buồn rười rượi như thế nhở? Người ta thấy được cái sự tương đồng giữa Mị, thấy không ạ? Người ta thấy được cái sự tương đồng giữa Mị và những phần vô tri vô giác ở xung quanh cô. Và chỉ bằng cái đoạn văn chữ tình ngoại đề như vậy thôi, chúng ta đã có thể thấy cái tảng đá. Hình ảnh tảng đá là hình ảnh của tảng đá số phận đang đè nặng lên số phận của nhân vật này. Ngồi bên cạnh tàu ngựa, bên cạnh chuồng ngựa, chẳng khác nào nói rằng số phận của Mị bây giờ giống như là gì ạ? Giống như là thân trâu ngựa, phải không nào? Chỉ với cách xuất hiện, một cách xuất hiện vô cùng là độc đáo, đã cho chúng ta thấy cái cách cởi mở câu chuyện của nhà văn Tô Hoài cực kỳ là thú vị. Chúng ta sẽ cùng quay trở lại một chút. Nếu như trong chuyện ngắn Chi Phèo, Nam Cao sẵn sàng quăng nhân vật của mình lên trên trang sách. Nếu như trong vợ của nhà văn Kim Lân, đúng không ạ? Kim Lân để cho nhân vật của mình như thế nào ạ? Xuất hiện bằng một cái tiếng hơ húng hắng, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy rằng là ở đây, bản thân nhà văn Tô Hoài đã để cho Mị xuất hiện bên cạnh những vật vô tri vô giác để nói lên số phận của nhân vật này, được không nào? Đó là cái cách xuất hiện của nhân vật Mị. Các bạn hãy lưu ý giúp chị điều này nhé. Chị cũng đã nói qua về nhân vật Mị rồi, số phận của nhân vật này, về cuộc đời của nhân vật này rồi, phải không ạ? Và chúng ta thấy rằng là cái chuỗi ngày Mị sống ở nhà thông minh Pacha là một cái chuỗi ngày mà người con gái này phải chịu những cái trà đạp về thể xác, về tinh thần, làm việc quần quật như con trâu con ngựa. Đã bảo rồi, con trâu con ngựa nhà này còn có cái khoảng thời gian để mà đêm về, còn có cái khoảng thời gian để mà nhai lại cỏ, để mà đứng gãi chân. Còn đàn bà con gái nhà này thì cứ làm việc quần quật như vậy. Mà Mị cũng không phải là một ngoại lệ. Chúng ta thấy rằng là gì ạ? Cái hình ảnh ngôi buồng Mị nằm ấy, căn buồng Mị nằm cũng là một trong những cái minh chứng để biểu hiện cho cái sự bế tắc của cuộc đời Mị. Mị ở trong một cái căn phòng kín mít, chỉ có đúng một cái lỗ vuông bằng bàn tay, trông ra ngoài chỉ thấy trong trắng, không biết là sương hay là nắng. Thế nhưng mà chúng ta cũng nhìn nhận được một cái sự thay đổi đột ngột của nhân vật này. Bởi vì suy cho cùng, người ta nói rằng cái sức sống tiềm tàng ở trong trái tim của mỗi con người ấy, là cái sức sống như thế nào ạ, sẽ là cái thứ mà sẽ không bao giờ có thể mai một đi được, phải không ạ? Là cái khả năng sống, đúng không ạ? Là cái khả năng sống gì? À, là cái khả năng sống trong những cái hoàn cảnh khắc nghiệt. Và quả thực là gì ạ? Quả thực là nhân vật Mị của chúng ta cũng có được một cái khả năng sống như vậy. Một cái khả năng sống trong một cái hoàn cảnh người ta nói rằng tôi không còn cái giá trị, và tôi không còn một cái ý nghĩa, một cái mong muốn nào trong cuộc đời của mình nữa. Chị sẽ lấy hai ví dụ trước tiên để chúng ta sẽ cùng thấy rằng bản thân nhân vật Mị của chúng ta là một nhân vật có sức sống tiềm tàng vô cùng mãnh liệt. Ở trong đây thì những bạn nào đã học tác phẩm Vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài rồi ạ?
Các bạn thân mến, các em ơi, các bạn ơi, các em đã ở đây thì đã có ai tìm hiểu về tác phẩm Vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài chưa? Lúc chị trả lời nhưng giọng chị bắt đầu suy thoái rồi. Tại vì là chị vẫn còn đang rất là đau học. Em đang học rồi à? Ok, ở đây có những bạn nào đã học Vợ chồng A Phủ rồi ạ? Có những bạn nào đã học Vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài rồi? Xong ca học rồi à? Em có tự học qua một chút. Nào các bạn ơi. Rồi à? Ở đây chị đã thấy khá là nhiều bạn học rồi đúng không? Đã học. Rồi, thì chúng ta có thể thấy là gì ạ? Chúng ta có thể thấy là bản thân nhân vật Mị là một nhân vật mà có một cái sức sống tiềm tàng vô cùng là mãnh liệt. Ví dụ đầu tiên, đúng không ạ? Trong cái khoảng thời gian đầu tiên về làm dâu nhà Đồng Mị Bá Cha, đêm nào Mị cũng khóc. Phải không ạ? Đêm nào Mị cũng khóc. Và Mị có ý định là cầm lá ngón về xin cha là đi chết. Thế nhưng mà chúng ta có thể thấy cái hành động dám chết của nhân vật Mị chính là cái hành động thể hiện gì ạ? Chính là cái hành động thể hiện cho việc là tôi dám chết khi cuộc đời của tôi không còn bất cứ một cái ý nghĩa, một cái ý niệm nào khác. Phải không ạ? Và hành động thứ hai chúng ta thấy nhá, khi mà nhân vật Mị của chúng ta định xin đi chết rồi, nhưng mà cha có nói vài điều, nói là bây giờ mà con đi chết thì cha cũng không sống được nữa. Thế là Mị đã quyết định là quay trở lại cuộc sống của mình. Vậy thì chúng ta có thể thấy rằng là gì ạ? Dám sống ngay cả khi cuộc đời của mình cũng không còn có một ý nghĩa nào nữa. Và đó chính là hai cái hành động biểu hiện rõ ràng nhất cho việc là tôi gì ạ? Tôi dám sống, tôi dám tiếp tục nuôi dưỡng cái sức sống tiềm tàng của mình. Được không nào? Đấy là cái hai cái hành động nhỏ đầu tiên. Còn tất nhiên là sức sống tiềm tàng của nhân vật Mị vẫn được thể hiện rõ nhất qua hai cái phân đoạn. Một là phân đoạn đêm tình mùa xuân, và thứ hai là đêm mùa đông cởi trói cho A Phủ, đúng không ạ? Các bạn đều biết điều này đúng không? Thì ở trong đêm tình mùa xuân ấy, chúng ta sẽ có các cái nhân tố tác động bao gồm tiếng sáo, men rượu, mùa xuân, được không ạ? Còn đêm mùa đông chúng ta sẽ có các tác nhân là bếp lửa, là giọt nước mắt của A Phủ. Ok chưa nào? Thì chúng ta sẽ dựa vào những cái chi tiết đó để chúng ta phân tích cái diễn biến tâm trạng của nhân vật Mị trong cái quá trình hành trình tìm lại cái sức sống tiềm tàng, cái sự sống của chính bản thân mình. Ok không nào? Thì các bạn sẽ lưu ý giúp cho chị điều này nhá. Ok không ạ? Các bạn thân mến, bây giờ thì chắc là cũng sắp đến giờ mà chị sẽ phát trực tiếp cùng với các bạn ở trong group rồi. Chị sẽ còn khoảng chắc là chị sẽ còn khoảng 10 phút nữa với các bạn. Thế nên là chị rất là muốn có những cái câu hỏi, được không ạ? Chị muốn là các bạn sẽ có những cái câu hỏi dành cho chị ở phần này nhá. Và chị sẽ trả lời nhanh tất cả những cái câu hỏi của các em. Ok không? Đợi chị một chút xíu nhá. Chị quay trở lại rồi đây. Ok. Bây giờ nếu như mà có bất cứ thắc mắc nào thì các em có thể để lại câu hỏi ở đây giúp cho chị nhé. Và chị sẽ trả lời cho các bạn những cái thắc mắc mà các bạn đang băn khoăn đối với trời ơi, đối với việc học môn văn này, hoặc là đối với bất kỳ một cái khía cạnh nào đó ở trong tác phẩm. Tất nhiên là nó nhỏ thôi, còn tất nhiên là cả tác phẩm thì chị sẽ không thể nào giải đáp cho các em được đâu. Đối với nghị luận xã hội, để học tốt có hai thứ mà chị muốn khuyên các bạn. Thứ nhất là các bạn sẽ học thật là chắc về gì ạ? Về dẫn chứng. Và thứ hai là các bạn phải có cái quan điểm thật là rõ ràng, được không ạ? Rồi, Vợ chồng A Phủ, chị ơi, bộ sắp bỏ Vợ chồng A Phủ ra khỏi chương trình thì chị nghĩ khả năng năm sau có thi không ạ?
Thật ra thì chị không quá quan trọng cái việc là có thi hay không, bởi vì đối với bản thân của chị ấy thì việc học văn không phải là bỏ tác phẩm nào. Ngày mai bỏ thì hẳn hay, hôm nay bỏ thì hẳn hay, còn ngày mai bỏ thì chúng ta cũng chưa thể nào mà biết được. Chính vì vậy mà hãy cứ học, học bằng cái niềm yêu thích của các em nhá, được không ạ? Rồi, tình cảm mới của nhà văn ở trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ là gì? À, các bạn có thể thấy đấy, đấy là cái phân đoạn mà khi chúng ta thấy rằng là cả A Phủ và cả nhân vật Mị đã đến với Phiền Sa, và đó là nơi mà đã gặp cán bộ A Châu và đã được giác ngộ về cách mạng. Thì đó cũng chính là một cái tình cảm mới. Bây giờ không phải là còn cái tình cảm sống cho tình yêu cá nhân riêng tư của mình nữa, mà đó là tình cảm trở sẵn sàng trở thành một chiến sĩ để có thể bảo vệ đất nước của mình, giải phóng quê hương của mình. Ở nghị luận xã hội bây giờ thì chỉ có khoảng 200 từ thôi, nên là chị cũng muốn là các bạn sẽ lưu ý một chút xíu. Bởi vì là nếu như mà các bạn không lưu ý thì các bạn sử dụng nhiều thơ quá nó sẽ bị hơi lai láng ấy. Mà trong nghị luận xã hội thì chị cần một cái quan điểm chắc chắn hơn, được không ạ? Ok không? Chị cần một cái quan điểm chắc chắn hơn. Thế nên là chị nghĩ là dẫn chứng mới là cái phần quan trọng nhất. Ok chưa ạ? Dẫn chứng và quan điểm của các em. Song song với đó thì chúng ta sẽ rèn luyện về cách hành văn nữa. Ok chưa nào? Nhá. À, Khánh Ca, 8:30 văn đây đúng không? Học sinh online của chị 8:30 văn chia sẻ rằng là đúng ạ, học tủ auto tủ đè nhé các bé. Trời ơi, một sự gửi gắm. Chị vẫn còn đang bị ốm ấy, chị vẫn chưa khỏi hẳn đâu. Nghị luận xã hội dẫn chứng, một dẫn chứng thôi, được chứ, nhưng mà các em sẽ phân tích cái khía cạnh đó thật là sâu sắc cho chị nhá. Ok không nào? Nhá. Bây giờ mà để gợi ý đề cho các em thì chắc là rất là tốn thời gian đấy. Nếu như mà các em muốn gợi ý đề thì các bạn có thể nhắn tin cho fanpage thì chị sẽ giải đáp như thế sẽ rõ ràng hơn nhá. Được không nào? Ok không? Ok không ạ? Các bạn thân mến, đã khá là lâu rồi thì chị không quay trở lại cùng với các bạn, phải không? Và ngày hôm nay thì chị rất là muốn có thể tặng cho các bạn một cái món quà cuối cùng khi mà chúng ta chia tay nhau ở trong buổi livestream này và gặp nhau ở trong những cái buổi livestream sắp tới. Các em đừng bao giờ quên là nếu như mà các bạn đang tìm tài liệu ôn thi môn văn thì bộ sổ tay văn học của chị sẽ là một trong những cái bộ tài liệu rất là bổ ích cho các bạn ở trong giai đoạn này đấy. Bởi vì có rất là nhiều bạn thì vẫn chưa sẵn sàng học cùng với chị. Nhiều bạn thì nói rằng là thôi em chỉ học cùng chị giai đoạn cuối cùng thôi. Tất nhiên là vẫn được bình thường, nhưng mà bây giờ thì các em nên sắm cho mình một cái bộ tài liệu để chúng ta có thể học cùng với nhau ở trong giai đoạn này. Thì chị nghĩ rằng cái bộ sổ tay văn học siêu xinh xắn này của chị sẽ là một cái món quà đồng hành cùng với các em rất là tốt ở trong quá trình của các bạn học đấy. Thêm một cái thông tin thú vị nữa dành cho các bạn, đấy là thực sự là chị cũng muốn chia sẻ là chị cũng sắp gọi là chị cũng sắp từ bỏ cuộc sống độc thân rồi. Chắc là sẽ chỉ còn khoảng một thời gian ngắn nữa thôi. Nên là nếu như mà các bạn muốn tham gia cái sự kiện gọi là trọng đại nhất ở trong cuộc đời của chị ấy, thì các em có thể chờ đón gọi là gì ạ? Các bạn ý đã hứa là tổ chức cho chị một cái sự kiện ở trên fanpage rồi, được không? Thế nên là ngày hôm nay quay trở lại cùng với các bạn thì chị cũng rất là muốn có thể đọc cho các bạn nghe một bài thơ mà ngày xưa chị rất là tâm đắc. Và ngày hôm nay chị sẽ đọc cho các bạn nghe bài thơ này. Chị rất là hy vọng các em sẽ thích bài thơ này, được không ạ? Nha, chị cũng rất là hy vọng là các bạn sẽ thích bài thơ này. Bài thơ được mang tên là Tìm thấy một con người, được không ạ? Của nhà thơ Nguyễn Phong Việt. Bài thơ như sau. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe bài thơ này với chị nhá, được không? Đã không thể sớm hơn nhưng cũng chẳng muộn hơn, ngày một người tìm thấy một con người. Sẽ không bao giờ còn có thể là một ngày bình thường, sẽ không bao giờ còn có thể là một ngày mà ở đó những nụ hôn được hôn theo cách mà cả chiều nụ hôn trên thế giới này tiếp nhận. Có cả những hờn ghen, những đợi chờ và nước mắt, có cả những niềm vui và những tận cùng của cay đắng, và có cả những hoài nghi duyên may lận đận vì đã tìm thấy nhau. Ngày một người tìm thấy một con người,
mưa nắng sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa đâu. Những ngón tay xòe ra, đã có những ngón tay đan vào vừa khít. Thức dậy mỗi buổi sớm mai, biết cảm giác bình yên là như thế nào trong ánh mắt. Khi gối đầu tựa lên cánh tay hay những lần choàng tay ngang ngực, cuộc đời đâu chỉ đẹp trong những giấc mơ. Tìm thấy một con người chỉ là không chỉ là tìm thấy một bờ vai, một điểm tựa mong chờ. Không chỉ là tìm thấy một không gian lắng nghe, một thanh âm chia sẻ. Không chỉ là tìm thấy một cái nắm tay, một cái ôm từ phía sau lặng lẽ. Không chỉ là tìm thấy một tiếng cười, một giọng người ấm như hơi thở. Không chỉ là tìm thấy một trái tim để thương nhớ, mà tìm thấy một niềm tin, mà tìm thấy ý nghĩa cuộc đời mình trên một hành trình. Được nhìn thấy dấu chân của nhau khi đi ngang trước biển, được bình yên trên những chuyến xe xuyên đêm dù gió lạnh ngoài kia mài miết, được lang thang suốt dọc vỉa hè những khuya về im tiếng, được nói những điều mà cả thế giới này không ai hiểu được hết, được bất chấp vì yêu thương. Ngày một người tìm thấy một con người, đã có thêm một vì sao sáng lên trên bầu trời đêm. Biết những hoang mang từ nay được ân cần xếp lại, chỗ của cô đơn giờ sẽ nhường cho sum vầy nhìn thấy. Và trước khi có điều gì đó mãi mãi, có điều gì đó được bắt đầu. Ngày một người tìm thấy một con người, sẽ là hai, sẽ là ngày hai con người cùng từ chối một nỗi đau. Các bạn thân mến, đây là một bài thơ rất là hay của nhà thơ Nguyễn Phong Việt, mà trong một lần lướt Facebook thì chị đã vô tình đọc được, và đến bây giờ thì chị vẫn còn rất là nhớ và rất là thích bài thơ này, phải không ạ? Chị rất là hy vọng có thể gặp các bạn của chị ở trong những khóa học online, vì chị tin rằng đó sẽ là những cái khóa học rất là tuyệt vời mà chị đồng hành cùng với các em. Thế nên có bất cứ băn khoăn gì về tài liệu học, về cách làm văn hay là về khóa học của chị thì các em sẽ nhắn tin cho fanpage để được giải đáp nhanh nhất các em nhé. Còn đừng quên là hãy theo dõi YouTube, kênh YouTube Học Văn Chị Hiên để cập nhật nhiều hơn những thông tin thú vị về việc học văn. Và chị hy vọng sẽ sớm được quay trở lại cùng với các bạn. Và khi mà quay trở lại cùng với các bạn thì giọng chị nó sẽ tốt hơn chứ không yếu đuối như ngày hôm nay, được không ạ? Cảm ơn các em vì đã theo dõi phần livestream này, và chúc cho các bạn sẽ có một buổi tối thật là vui vẻ, học hành chăm chỉ, sau đó thì đi ngủ thật là ngon nha. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những phần livestream tiếp theo.